Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em giải một đề thi giữa học kỳ 1 môn công nghệ lớp 7. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Đây là một đề tham khảo để cho giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi trong đề bài nhé. Giờ mình sẽ qua câu phần 1 là mãi phần trắc nghiệm nhé. Chọn đáp án đúng, phân tròn vào chữ cái chứ câu trả lời đúng nhất nha. Câu số 1, đất chứa nhiều mùn thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là. Đáp án A là tốt, đáp án B là khá, đáp án C là trung bình và đáp D là yếu. Như vậy mình nhớ là đất chứa nhiều mùn thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là rất tốt nha. Như vậy mình câu số 1 mình sẽ chọn đáp án A nha. Đất mà chứa nhiều mùn thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là tốt. Tiếp theo là câu số 2. Đất trung tính có giá trị pH dao động trong khoảng này. Đáp án A là pH từ 3 đến 9. Đáp án B là pH nhỏ hơn 6,5. Đáp án C là pH bằng 6,5 đến 7,5. Và đáp án D là 7,5. Như vậy mình nhớ là đất trung tính sẽ có pH từ 6,6 đến 7,5 nha. Yeah. Đất mà có pH lớn hơn 7,5 là đất kiềm, còn đất nhỏ hơn 6,5 là đất chua đúng không? Giờ như mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Biện pháp không bỏ đất quang là biện pháp sử dụng đất nhằm mục đích. Đáp án A là tăng năng suất. Đáp án B là tăng diện tích đất trồng. Đáp án C là tăng độ phì nhiêu. Và đáp án D là tăng chất lượng nha. Như vậy mình nhớ là đất biện pháp không bỏ đất quang là biện pháp sử dụng đất nhằm mục đích là tăng diện tích đất trồng nha, đúng rồi. Như vậy câu số 3 này mình sẽ chọn đáp án B nha. Giờ tiếp theo là câu số 4. Các loại cây phân xanh được coi loại phân này. Phân vô cơ, phân hữu cơ, phân vi sinh và cuối cùng là phân hóa học. Như vậy mình nhớ là phân xanh hay là phân từ cây thì chính là phân hữu cơ đúng không? Phân từ cây hay là phân từ gọi là phân xanh thì chính là phân hữu cơ. Tiếp theo là câu số 5. Vai trò của giống cây trồng tốt là đáp án A là tăng năng suất và chất lượng nông sản. Đáp án B là tăng vụ. Đáp án C là thay đổi cơ cấu cây trồng. Và đáp án D là cả ABC. Như mình thấy là giống cây trồng tốt thì phải tăng được năng suất nè và chất lượng nông sản, tăng được vụ và thay đổi được cơ cấu cây trồng luôn. Như vậy mình sẽ chọn đáp án D nhé. Cả ba ABC đều đúng nhé. Giờ tiếp theo là câu số 6. Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng phương pháp gì? Đáp án A là phương pháp canh tác. Đáp án B là phương pháp sử dụng giống chống sâu bệnh. Đáp án C là phương pháp hóa học. Và đáp án D là phương pháp thủ công. Như mình nhớ là dùng tay bắt sâu chính là phương pháp thủ công đúng không? Đáp án D nhé. Giờ như vậy là mình xong phần trắc nghiệm, mình sẽ qua tiếp phần tự luận 7 điểm nhé. Câu số 1. Vai trò và nhiệm vụ của đất trồng trọt. Của trồng trọt là gì? Mình nhớ là vai trò của trồng trọt là sẽ là cung cấp lương thực thực phẩm cho con người và cho chăn nuôi, làm nguyên liệu cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy, nông sản cung cấp nông sản cho xuất khẩu. Nhiệm vụ là đảm bảo lương thực thực phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu luôn đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 1 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2. Giải thích vì sao phân hữu cơ, phân lăng thường dùng được bón lót, còn phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp thì dùng để bón khúc. Vì mình nhớ là phân hữu cơ, phân lăng thì dùng để bón lót vì các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân hủy thành các chất hòa tan cây mới được sử dụng được, nên người ta thường bón lót trước đúng không? Còn phân đạm, kali thì phân và phân hỗn hợp thì sử dụng bón khúc vì
tỷ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay. Đúng nè. Giờ thầy sẽ là trả lời câu số 2 luôn nha. Người ta kêu mình giải thích vì sao phân hữu cơ phân lân thường dùng để bón lót, còn phân đạm kali phân hỗn hợp thường dùng để bón thuốc. Mình thấy là phân hữu cơ phân lân dùng để bón lót vì các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân hủy thành các chất hòa tan mới sử dụng được, nên người ta bón lót trước rồi người ta mới trồng cây, thì có thời gian để cho nó phân hủy thành thành chất hữu cơ cho cây hấp thụ được. Còn phân đạm kali phân hỗn hợp người ta bón thúc vì tỷ lệ chất dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay, được sử dụng vào lúc mà thời kỳ mà cây tinh tăng trưởng mạnh nhất đúng không? Thì người ta sẽ dùng phân đạm kali phân hỗn hợp để bón thúc cho nó phát triển nhanh hơn. Rồi như vậy mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 nhé. Câu số 3 là người ta hỏi là ở địa phương em đã áp dụng biện pháp nào để cải tạo đất nhé. Giờ hãy trả lời nhé. Giờ như là tùy từng địa phương thì mình sẽ có các biện pháp cải tạo đất khác nhau, như là cày sâu bờ kỹ kết hợp bón phân hữu cơ, hoặc là trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh, hoặc là cày nông bừa sục giữa nước liên tục và hai nước thường xuyên, hoặc là bón vô tùy vào từng địa phương đúng không? Hãy trả lời câu số 3 nhé. Giờ người ta thường dùng các biện pháp sao để cải tạo đất ở địa phương? Các biện pháp gồm có cày sâu bờ kỹ kết hợp với bón phân hữu cơ, hoặc là trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh, hoặc là cày nông bừa sục giữa nước liên tục hai nước thường xuyên, hoặc là bón vô tùy theo từng địa phương nha. Như vậy mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4 nha. Giờ tiếp theo câu số 4, người ta hỏi là thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản? Bảo quản và chế biến có điểm gì giống nhau và khác nhau nhé? Giờ mình sẽ người ta hỏi là thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản? Thì mình thấy là ảnh hưởng của thu hoạch đến việc bảo quản là thu hoạch đạt yêu cầu kỹ thuật, tạo thuận lợi cho việc bảo quản. Thu hoạch không đạt yêu cầu thì sẽ khó hoặc là không bảo quản được. Tiếp theo là phần bảo quản và chế biến có gì giống nhau khác nhau. Mình thấy điểm giống nhau là bảo quản và chế biến giống nhau cùng là một mục đích. Khác nhau là bảo quản khác chế biến là giữ nguyên trạng thái của sản phẩm. Còn chế biến là biến đổi sản phẩm khác trạng thái ban đầu, làm tăng giá trị sử dụng. Đúng rồi. Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nha. Giờ thầy sẽ trả lời câu số 4. Người ta hỏi là thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến người bảo quản? Thì mình trả lời là ảnh hưởng của thu hoạch đến quyền bảo quản là thu hoạch đạt yêu cầu về kỹ thuật thì tạo thuận lợi cho quyền bảo quản, thu hoạch không đạt yêu cầu thì sẽ khó và không bảo quản được. Đúng này, khi mình thu hoạch mà đạt kỹ thuật đó, thì cái trái cây đó, sản phẩm đó không bị hư, nó đạt yêu cầu kỹ thuật thì khi bảo quản thì mình mới giữ được nó, bảo quản được lâu đúng không? Còn nếu mình thu hoạch không đạt yêu cầu như là nó bị dập đúng không, bị nát hoặc bị mớp, bị đen gì đó thì rất khó bảo quản hoặc là không bảo quản được luôn. Tiếp theo là phần người ta hỏi là bảo quản và chế biến có gì, điểm gì giống nhau và điểm khác nhau. Mình thấy là bảo quản chế biến giống nhau cùng một đích, cùng một mục đích đúng không? Bảo quản để thì dùng cho làm cho nó sử dụng được lâu dài, chế biến thì cũng vậy, chế biến xong thì mình cũng giữ được lâu dài. Còn khác nhau là bảo quản, khác chế biến là giữ chế biến, bảo quản là giữ nguyên trạng thái sản phẩm, còn chế biến là mình sẽ biến đổi khác trạng thái ban đầu, làm tăng giá trị sử dụng đúng không? Ví dụ như hạt cà phê, nếu mình khu về mình thu hoạch xong rồi mình bảo quản thì giá trị nó không thay đổi, nó mình bảo quản là để giữ được lâu thôi. Còn nếu mình chế biến ra, mình rang xay nó ra thành cà phê, mình bán cà phê thì giá trị nó sẽ tăng giá trị của nó lên sau đó là bán nguyên hạt đúng không? Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy bài giảng dạng hiệu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thì chúc các em học tập, tạm biệt các em nha.